À, chào các bạn. À, hôm nay mình chia sẻ các bạn đến cái phần số 5 rồi. Thẩm thấu nó đang đến phần số 5 rồi. Và cái một điều quan trọng nhất của việc đã khởi nghiệp là nói đi, nói hưu, nói vượng, nói trên, nói dưới, nói to, nói nhỏ gì thì chúng ta cũng phải gì ạ? Chọn cho mình được một sản phẩm. Vậy bây giờ mình làm rõ cái khái niệm này, tại sao phải chọn cho mình được một sản phẩm. Mình cần làm rõ các bạn những cái khái niệm này để các bạn phân biệt. Có nhiều người á, họ nói là khởi nghiệp bắt đầu từ một ý tưởng. Nhưng mà các bạn thấy không? Bây giờ mình nói là khởi nghiệp bắt đầu từ việc bắt đầu cho mình một sản phẩm. Vậy nó có đúng hay nó sai, và nó đúng thì nó đúng cái gì? Và nó sai cái gì? Những người họ nói là khởi nghiệp bắt đầu cho mình vào một ý tưởng, đó là hoàn toàn đúng, không có gì sai hết. Tuy nhiên, mình muốn rút các bạn ở ngay chỗ này nè. Nếu bạn chỉ mới là ý tưởng không á, thì bạn còn rất là lâu nữa để bạn mới khởi nghiệp. Tại ý tưởng thì nó vẫn còn lay bay, nó còn lông bông, nó còn bay trên trời, nó còn đủ thứ ý tưởng hết, nó còn lâu lắm. Bạn này nó tới được cái công đoạn mà nó bắt tay nó làm lâu lắm. À, ok chưa? Là nó làm mà nói là khởi nghiệp bắt đầu cho mình bằng một sản phẩm. Ok chưa? Rồi. Có người thì họ nói rằng là khởi nghiệp bắt đầu cho mình bằng một cái thị trường. Ok chưa? Cái khái niệm này nó cũng đúng luôn, không có gì sai hết. Tuy nhiên, mình nói như vậy này. Các bạn mà chưa khởi nghiệp lần nào trong cuộc đời mình á, các bạn có nhìn thấy được thị trường không? Chắc chắn là không. Hiếm lắm. Tại các bạn chưa có cái kênh doanh mà. À, cái đó nó dành cho những người có kinh nghiệm, họ khởi nghiệp lần 2, lần 3, lần 4, họ đã kinh doanh giỏi rồi thì họ mới nhìn thấy nó có một cái thị trường. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chứ các bạn là người mới ra thì hầu như là các bạn không có biết đâu. À, nên bây giờ mình nói một cái ý nghĩa nó cô đọng hơn để các bạn dễ hình dung, đó là khởi nghiệp bắt đầu cho bằng cái cách là các bạn phải chọn cho mình được một cái sản phẩm. Các bạn nhận ra điều này, một cái sản phẩm cụ thể. Nếu bây giờ trong tay bạn mà bạn đã chọn được một sản phẩm cụ thể rồi à, thì ngày mai bạn sẽ bắt đầu được đi. Bạn lên kế hoạch bạn làm được đi. Bạn hình dung ra cái bước này chưa? À, sản phẩm hay dịch vụ gì nó cũng là một ý nghĩa thôi. Có người cứ tưởng là cứ là hỏi mình là sản phẩm em là một sản phẩm vật vật chất gì, cái dịch vụ của em làm tư vấn cái tốt rồi vậy được không? Mới nói được, nó là một sản phẩm thôi mà, có điều cái tên gọi nó khác nhau thôi. À, vậy thì khởi nghiệp bắt đầu bằng việc chọn cho mình được một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ. Các bạn có rõ ràng cái khái niệm chỗ này chưa? Phải rõ ràng cái chỗ này thì chúng ta mới bắt đầu được. Còn các bạn mà vẫn cứ còn lông bông, em muốn ra khởi nghiệp mà em chưa biết chọn cái sản phẩm gì, em muốn ra khởi nghiệp mà em có ý tưởng này, cái đó nó còn lâu lắm, nó còn lâu lắm. Bạn phải chọn cho mình được một sản phẩm. Ok chưa? Như nhiều lúc mình nói vui, tán gái bắt đầu từ đâu? Nếu mà tán gái là bắt đầu từ việc là chọn cho mình một cái cô gái, các bạn như đây này là bắt đầu mà chúng ta mới cưa cẩm. Các bạn nhung chưa các bạn là em mới có ý tưởng thôi, hoặc là em chưa biết chọn cái cô gái nào thì chưa thể bắt đầu được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn sẽ thêm tiếp cái phần phía sau, mình sẽ chia sẻ bạn tiếp.